Con người tôi sao mà người bác sĩ
còn chồng đâu? Chồng rồi. Không biết là có liên lạc được không mà mai về. Comment lên cho em nhé. Cặp này là 1.800.000 ạ.
của anh gửi chưa? Gửi rồi nhanh Việt Hoàn lên nhá. Đơn hàng của anh em đã gửi rồi ạ. Bác nào thiện chí chốt mẫu này không ạ? Nếu không bác nào ý kiến chấm phẩy với mẫu này thì em qua mẫu nha mọi người nhá. Nếu không bác nào thiện chí chấm phẩy với mẫu này thì em sẽ qua mẫu ạ. Rồi em lên cặp bình cổ mua like cho các bác xem like nha. Qua mẫu luôn này. Qua nhanh cho các bác xem like nha. Mọi người xem like chịu khó chia sẻ like vô trong các trang nhóm giúp em với ạ. Khoảng 5 đến 7 ngày nha anh Việt Hoàn Lê nhá. Khoảng 5 đến 7 ngày anh ơi. Từ từ rồi nó sẽ tới anh ạ. Từ từ rồi khoa nó sẽ nhờ anh nhá. Hà Nội thì không phải vội được đâu ạ. Rồi giới thiệu với lại các bác một cặp bình cổ chất liệu là gỗ mun hoa nha mọi người nha. À rồi chị Kim Ngân ơi, ông Nguyễn Long dưới đất đây ạ. Ông này 2 triệu 6 nhá. Ông này 2 triệu 6 là bên em bao ship ạ. Ngang 20 cao 40 nha chị Kim Ngân nhá. Ông này ngang 20 cao 40 ạ. Giá là 2 triệu rưỡi em bao ship. Rất là thơm luôn nha chị nhá. Rất là thơm luôn ạ. Vân gỗ thì quá đẹp luôn. Vân gỗ thì quá đẹp luôn ạ. Cực kỳ thơm luôn. Chị Kim Ngân thiện chí với cụ Chi Lạc này thì comment lên cho em nhá. Rồi các bác ơi, một cặp bình cổ chất liệu là gỗ mun hoa gia lai đi ạ. Cặp bình cổ này chất liệu là gỗ mun hoa gia lai nha mọi người nha. Đường kính là 16 ạ. Và cao 59 nha mọi người nha. Cặp bình cổ này đường kính 15, 16 và cao 59 ạ. À, chị Kim Ngân ơi, chị có ý kiến với ông cụ Di Lặc này không ạ? Nếu chị có thiện chí với ông cụ Di Lặc này thì comment lên cho em nha chị Kim Ngân nhá. Comment lên giúp em với ạ. Các bác đang xem like thiện chí ý kiến gì thì comment lên giúp em với ạ. Các bác nào thiện chí với cặp bình cổ mun hoa này không ạ? Bình cổ chất liệu là gỗ mun hoa Gia Lai ạ. Anh Việt Hoàn Lê ơi, giá đấy em chưa chốt được nhá. Chốt bảo hàng đầu tiên này, em giao lưu ra lộc cho anh là 200k hết giá nhá. Anh thêm cho em 100k nữa nha anh Việt Hoàn Lê nhá. Thêm cho em 100k nữa đi anh ơi. Rồi bác nào chốt bảo hàng thì em sẽ tặng cho các bác một cái vòng gỗ huyết long, à vòng gỗ bách xanh nha mọi người nha. Các bác giao lưu chốt bảo hàng em sẽ tặng cho các bác một cái vòng gỗ huyết long này ạ. Rất là thơm luôn nha mọi người nha. Vòng gỗ bách xanh nhá, em cứ nói nhầm không ạ. Vòng gỗ bách xanh nha mọi người nhá. Vòng gỗ bách xanh thì cực kỳ thơm luôn. Các bác đang xem like thiện chí chốt đơn hàng thì comment lên cho em nha mọi người nhá. Một cặp bình cổ chất liệu là gỗ mun hoa, đường kính 16 và cao 59 ạ. Các bác nào thiện chí với cặp bình cổ mun hoa này không ạ? Đường kính là 16 và cao 59, gỗ mun hoa Gia Lai ạ. Giá là... Dạ chị ơi, chất liệu là gỗ huyết long mà chị. Không lỗi chỗ nào hết nha anh Việt Hoàn Lê nhá. Hàng không lỗi ạ. Không vấn đề gì đâu anh Việt Hoàn Lê ơi. Tắt cái này ra này. Dạ anh kéo rút ơi. Giá là 1 triệu 8 nhá. 1 triệu 8 ạ. Rồi bác nào chốt cặp bình cổ này thì em sẽ tặng cho các bác một cái vòng gỗ huyết long nha. Bác, à em xin lỗi, vòng gỗ bách xanh, đầu con nói nhầm thôi ạ. Vòng gỗ bách xanh nhá, bác nào chốt đơn hàng thì em sẽ tặng một cái vòng gỗ bách xanh ạ. Quá đẹp luôn cả nhà ơi, quá đẹp luôn nhá. Đây các bác thấy vân rất là đẹp luôn này mọi người này. Đó. À không có ông bách xanh nha chị nhá, chỉ có ông huyết long thôi ạ. Chỉ có ông huyết long thôi, không có ông bách xanh. Rồi bác nào thiện chí chốt thì nhanh tay comment lên cho em nha. Một cặp bình cổ mun hoa, đường kính 16 cao 59, gỗ mun hoa Gia Lai nha mọi người nhá. Vân này hoàn toàn là vân gỗ tự nhiên nhá. Hoàn toàn là vân gỗ tự nhiên luôn ạ. Rất là đẹp luôn nha mọi người nhá. BUM này nổi vân rất là đẹp luôn ạ. Giá là 1 triệu 8. 1 triệu 8 là em bao ship về tận gia đình nhà mình ạ. Củ tỏi thì tạm thời chưa có nhanh tiến độ nhá. Củ tỏi bên em tạm thời là chưa có ạ. Mọi người xem like thì chí chốt mẫu nào thì comment lên giúp em với ạ.
phúc lộc thọ. Cặp này giá là 1.4 triệu nhá, 1.4 triệu là em bao ship ạ.
1 triệu tư là em bao ship một cặp bình cổ chất liệu là gỗ muôn hoa Gia Lai ạ. Vân quá đẹp luôn các bác ơi. Vân cực đẹp luôn nha. Cặp này là 1 triệu tư ạ. 1 triệu tư là em bao ship về tận gia đình nhà mình rồi. Các bác đang xem live thiện chí chốt thì nhanh tay ạ. 1 triệu tư nha anh Nguyễn Nguyễn nha. Giá là 1 triệu tư ạ. 1 triệu tư là bên em bao ship về tận gia đình nhà mình rồi ạ. Các bác có thiện chí chốt đơn hàng thì nhanh tay lên cho em nha mọi người nha. Hàng mà Vân đẹp như thế này thì năm thở 10 thì mới có một ghi nha mọi người nhá. Hàng gỗ mà đâu phải khi nào mình muốn mình cần là mình có ngay được đâu ạ. Đôi khi cùng là một chất liệu gỗ nhưng Vân của nó thì không phải là mẫu nào cũng được đẹp như thế này nha mọi người nhá. Không phải mẫu nào cũng đẹp như thế này đâu ạ. Bác nào thiện chí chốt thì nhanh tay lên giúp em nha mọi người nha. Để người khác chốt mất rồi rất là uổng phí ạ. Mình thích được không cần phải suy nghĩ đâu ạ. Giá chỉ có 1 triệu tư thôi là bên em đã bao ship về tận gia đình nhà mình rồi ạ. Ship về tận gia đình nhà mình luôn. Và các bác chốt đơn hàng bên em thì đều được kiểm hàng trước khi thanh toán nhá. Đều được kiểm hàng trước khi thanh toán ạ. Và ngày hôm nay này, ngày hôm nay tất cả các khách chốt đơn hàng bên em thì đều được tặng vòng gỗ bách xanh nha mọi người nha. Đều được tặng vòng gỗ bách xanh ạ. Gỗ bách xanh thì cực kỳ thơm luôn nha mọi người nha. Đeo cái vòng này không cần xịt nước hoa nha mọi người nha. Hữu xạ tự nhiên hương ạ. Đeo vòng này là vừa may mắn nha mọi người nha. Vừa may mắn và lúc nào nó cũng có một cái mùi thơm thoang thoảng ở bên cạnh ạ. Rất là thơm luôn nha. Rất là thơm luôn ạ. Cảm ơn chị Vũ Hồng Lê nha. À, hai cặp hả? Không được nhá, không được nha anh Đặng Tú nhá, không được ạ. Có nha anh Tuấn Nhật Hoa nhá, có cóc anh ơi, cóc đổi màu và cóc cà te nhá, có cóc đổi màu và cóc cà te có đỏ ạ. Anh Đặng Tú ơi, anh thêm giúp em anh nhá, thêm giúp em đi anh ơi. Chương 7 mới còn có một chương 350.000 một cặp chứ mấy. Không được nhanh Đặng Tú nhá. Có loại lớn hơn á. Loại lớn hơn nữa hả anh ơi, còn anh nhá. Loại lớn hơn nữa có một cặp chất liệu là gỗ lim nhá. Rồi ok, cảm ơn anh Quý Nguyễn nha. Cảm ơn anh Quý Nguyễn ạ. Xem like và chia sẻ like giúp em nhanh Quý Nguyễn nhá. Xem like và chia sẻ like giúp em với ạ. Bao ship toàn quốc luôn nha anh Quyền Nguyễn, chị Quyên Nguyễn nhá. Bao ship toàn quốc luôn ạ. Kể cả là ngoài hải đảo xa xôi bên em cũng ship được luôn nhá. Cặp này là 1 triệu tư nha mọi người nha. 1 triệu tư là bên em bao ship về tận gia đình nhà mình ạ. 1 triệu 3 là chị không tốt. Đâu? 2 triệu 7 hết cả. Mình cổ kia. Không được nhanh kéo rút nhá. Không được nha anh Trần Hữu Hùng nha, anh thêm nha em 100k nữa đi anh ơi. Em đã tặng vòng gỗ bách xanh rồi nha. Bác nào chốt đơn hàng thì em sẽ tặng cho các bác một cái vòng gỗ bách xanh như thế này nhá. Tặng một cái vòng gỗ bách xanh rồi ạ. Chị Quyên Nguyễn nếu chốt đơn hàng thì comment số điện thoại lên cho em nha chị nhá. Em bao ship toàn quốc ạ. Tuấn Nhật Hoa ơi, vừa rồi anh Thiện Chí hỏi cóc thì comment lên cho em nhé. Chào chị Liễu Nguyễn ạ. Mọi người xem like ý kiến thì comment lên giúp em. Rồi cảm ơn bác Trần Nguyệt Thị ạ. Xem like và chia sẻ like giúp shop nha bác Nguyệt nhá. Xem like và chia sẻ like giúp shop ạ. Mọi người xem like có thiện chí ý kiến gì thì comment lên giúp em đi mọi người ơi. Có bác nào thiện chí với mẫu này nữa không ạ? Dạ cặp bình tì bà này là 1 triệu tư nha chị Liễu Nguyễn nha. 1 triệu tư ạ. Là em bao ship nha. Và em ship toàn quốc nhá. Ship toàn quốc luôn ạ. Chị ơi, tất nhiên là giao hàng lấy tiền nhưng mà giá đấy em chưa chốt được nha chị Quyên nha. Chị thêm nha 100k nữa chốt mở hàng nhanh nhẹn nha. Và em sẽ tặng này, bác nào chốt đơn hàng thì em sẽ tặng một cái vòng gỗ bách xanh nhá. Bác nào chốt đơn hàng thì em sẽ tặng vòng gỗ bách xanh ạ. Tặng vòng gỗ bách xanh như thế này nha mọi người nhá, cực kỳ thơm luôn ạ. Cực kỳ
chị Thông luôn nha. Chị Quyền Nguyễn ơi, chị Quyên ơi, chị thêm giúp em nha chị Quyên nhá, thêm cho em 100k nữa đi nè. Chốt mở hàng nhanh nhẹn này, em giao lưu mở hàng nhanh nhẹn nha mọi người nha. Đăng lộc cho chị Quyên là 100 nè. Đăng lộc cho các bác là 100 nhá, bác nào chốt thì comment lên giúp em. Dạ chất liệu là gỗ môn hoa Gia Lai nhá. Em bao thời hạn sử dụng cho mọi người luôn nhá. Nếu như mà các bác về xài 1 năm 2 năm mà nó bị rạn nứt này, nó bị nứt răng hoặc rạn nứt thì các bác cứ trả lại hàng cho em nhá. Em chịu hoàn toàn trách nhiệm luôn. Nếu như các bác không tin tưởng mà sợ bên em lừa đảo đó, các bác cứ chia sẻ cái livestream này về thì em sẽ có cái bằng chứng nhá, sẽ có cái bằng chứng là em bao hàng cho các bác ạ. Nên là các bác yên tâm đi nha mọi người nhá. Các bác yên tâm đi ạ. Bán hàng có bảo hành nhá, bán hàng có bảo hành cho nên các bác yên tâm đi ạ. Có bác nào ý kiến với cặp này nữa không ạ? Vân quá đẹp luôn, đường kính là 12, đường kính là 12 và cao là 57 ạ. Đường kính 12 cao 57, chất liệu là gỗ mun hoa nha mọi người nha. Mun hoa Gia Lai đấy ạ. Mọi người xem mai ý kiến gì thì comment lên giúp em nha mọi người nha. Cung cấp gỗ đổi màu này có bác nào có thiện chí không ạ? À? Mọi người ơi, mọi người đang xem like. Di Lặc răng vàng thì không nhanh Lê Huy nhá. Chỉ có Di Lặc vác cành nào thôi anh ạ. Mang đến những cái điều may mắn nha mọi người nha.
Ông cóc 1,9 triệu nha chị Đoàn Thị Hạnh nhá. Cóc đổi màu là 1,9 triệu ạ. Đây, cung này ngang 20 và cao là 40 nhá. Ngang 20, cao 40 ạ. Chất liệu là gỗ huyết long ạ. Phật ngồi hả? Rồi ok ạ. Nếu Phật ngồi thì gỗ chắc nha chị Liễu nhá. Nếu Phật ngồi thì gỗ chắc ạ. Gỗ chắc đỏ cờ Đông Mai Gia Lai thì quá vip rồi ạ. Không có cái gì để mà bàn cãi nữa nha. Bác nào thiện chí với ông cụ ông tóc này thì comment lên cho em nha. Ông cóc đây ạ, à, ông cóc này quá đẹp luôn. À ông cụ Di Lặc đấy ạ. À. Các bác nào xem like có ý kiến thắc mắc gì thì cứ comment lên cho em nha mọi người nhá. Và chịu khó chia sẻ like giúp em với ạ. À. À cụ Di Lặc anh Xuân Phương ơi 2,5 triệu nhá. Di Lặc thì 2,5 triệu ạ. À. Di Lặc thì 2,5 triệu là em bao ship rồi. Chị Liễu Nguyễn Thiện Chí với cụ Di Lặc này không ạ? À? Di Lặc chất liệu là gỗ chắc thì ngang 34 và cao 23. Ngang 34 và cao 23 chất liệu là gỗ chắc. Giá là 3,7 triệu ạ. Giá là 3,7 triệu nhá. 3,7 triệu là em bao ship phụ Di Lặc này ạ. Các bác nào xem like điểm trí chỗ với lại phụ Di Lặc này thì comment lên cho em nha. À, chị ơi lớn hơn nữa hả? Lớn hơn thì lại lớn lắm luôn á. Với lại gỗ chắc thì chỉ vậy thôi chị ơi, gỗ chắc thì chỉ vậy thôi nhá. Còn nếu mà còn nếu như mà Di Lặc mà lớn hơn nữa thì gỗ hương rất là nặng nhá, rất là nặng luôn ạ. À. Mọi người xem like thiện chí với mẫu nào thì comment lên giúp em với ạ. À. Có bác nào thiện chí với hai cái mẫu tác phẩm mà em đang giới thiệu này không ạ? À? Chào anh Bùi Minh Nghị nhá. Anh Xuân Phương ơi, à, cái gì anh cũng trả rẻ cho bên em hết. Của tuy là của nhà làm ra đi chăng nữa nhưng mà em cũng phải mất tiền công thợ mà anh. Chào chị Bích Thủy ạ. À. Giá đấy không được nha anh Xuân Phương nhá. Anh trả cái gì cũng rẻ quá cơ. Cóc gỗ cà te hả à, chị Minh Thư ơi? Rồi ok ạ, à, lên mẫu cóc cà te cho chị xem nhá. Ý kiến gì thì chấm phải lên cho em với ạ.
lớn hơn chị nhá, lớn hơn chị ơi. Vì vậy cho nên là nó nặng nên em mới không lên được nha chị Liễu nhá. Lớn hơn cái cụ này ạ. Cụ ngồi dưới tán tùng nha chị nhá. Cho nên là nó còn cả cái tán tùng lên trên như thế này nữa nên em không thể nào bê lên được ạ. Để em gửi hình ảnh cho chị nha chị Liễu Nguyễn nhá. Để em gửi hình ảnh qua cho chị ạ. Có bác nào thiện chí biết cụ thiềm từ này không ạ? Chị Liễu Nguyễn đấy thì chị thiện chí thì chị có thể chờ em một xíu nữa em sẽ quay cam ra cho chị xem. Chứ bê lên thì em không thể nào bê được ạ. Chị Yến Đào ơi, chất liệu là cà te gõ đỏ nhá. Khu vực miền Nam mình gọi là gỗ cà te, còn khu vực miền Bắc gọi là gỗ gõ đỏ ạ. Ngang 49, sâu 49 và cao là 34 nha chị Minh Thư nhá. Ngang 49, chiều ngang này là 49 này, chiều sâu là 49 và cao là 34 nhá. Chất liệu là cà te gõ đỏ ạ. Rồi ok chị Liễu Nguyễn ạ. Giá là 4.8 ạ. 4.8 là bên em bao ship. Ship về tận gia đình nhà mình luôn ạ. Mọi người đang xem live thì chị ý kiến gì thì cứ comment lên cho em nhá. Comment lên giúp em với ạ. Để em lên mẫu, em giới thiệu cho các bác xem live. Còn rất là nhiều hàng nữa nhá, còn rất là nhiều hàng nữa. Cho nên là các bác ý kiến gì thì nhanh tay comment lên giúp em với ạ. Các bác nào thiện chí biết cụ thiềm từ này không ạ? Bao ship
ship về tận gia đình nhà mình luôn ạ. Mọi người đang xem live thì chí ý kiến gì thì comment lên cho em nha mọi người nhá. Comment lên giúp em với ạ. Các bác đang xem live comment cho em xin một chấm với ạ. Chia sẻ live giúp em nha mọi người nhá. Mình xem live mình tương tác với nhau một xíu cho nó vui ạ. Rồi ok anh Phan Thanh Minh nhá. Đồng ý chốt đơn hàng mở đầu tiên để mở hàng giao lưu nhanh nhẹn với anh Phan Thanh Minh nhá. Anh Phan Thanh Minh nếu chốt mẫu này thì comment lên cho em nhá. Chị Liễu Nguyễn ơi, chất liệu là gỗ hương đá Gia Lai nha chị nhá. Đây rất là đẹp luôn ạ. Rất là đẹp luôn nhá, chất liệu là gỗ hương Gia Lai ạ. Có nha anh bánh mì nhá, tường di lặc nhỏ có ạ. Gỗ hương Gia Lai nhanh kéo rút nhá. Gỗ hương Gia Lai ạ. Dạ không, hương đá Gia Lai nha chị Liễu Nguyễn nhá, không phải đinh hương chị ạ. Đinh hương là hoàn toàn khác nhá. Cụ cốc vừa rồi chất liệu là gỗ cà te có đỏ nha anh Thắng Phạm nhá. Chất liệu là cà te có đỏ ạ. Anh Phan Thanh Minh có chốt bộ cửu lộc này không ạ? Nếu chốt bộ cửu lộc này thì comment lên số điện thoại lên cho em nhé để em chốt đơn hàng ạ. Chào chị Hải Nguyễn ạ. Mọi người xem like thiện chí ý kiến thì comment lên giúp em với ạ. Chị Hải chia sẻ like giúp em nhé. Rồi ok anh Phan Thanh Minh này. Rồi chốt đơn hàng mở hàng đầu tiên này. Bộ này 2.1 triệu nha. Các bác đang xem like thiện chí chốt thì cứ comment lên cho em nhé. Cảm ơn chị Hải ạ. Bộ này em còn hàng nha. Bộ cửu lộc như thế này em vẫn còn hàng ạ. Không phải hương sám chị ơi. Chị không nghe hương Gia Lai hả chị? Hồi giờ chị chưa nghe hương Gia Lai à? Hương đá Gia Lai nha chị Liễu nhá. Hương đá Gia Lai chị ơi. Không phải hương sám chị ạ. Rồi ok anh Phan Thanh Minh nhá. Ok anh Phan Thanh Minh ạ. Anh để ý điện thoại giúp em nhá. Nhân viên bên em sẽ liên hệ trực tiếp cho anh luôn nhá. Tặng cho anh một cái vòng gỗ huyết long nhá. Chào chị Mạng, à vòng gỗ bách xanh ạ. Tặng cho anh một cái vòng gỗ bách xanh luôn nha. Thế thì chị cần phải tìm hiểu thêm về gỗ chị ạ. Tại vì là gỗ ở khu vực Gia Lai là quá nổi tiếng luôn nha chị nhá. Nổi tiếng như thế mà chị chưa nghe luôn hả chị ơi. Gỗ hương gỗ ở khu vực huyện Cờ Đông Ba Gia Lai là một trong những cái gỗ mà rất là tốt nha chị nhá. Rất là tốt luôn đấy chị. Tất cả các dòng gỗ ở khu vực huyện Cờ Đông Ba Gia Lai luôn. Gia Lai chỉ có gỗ là nổi tiếng thôi nha chị nhá, chỉ có gỗ thôi chị ơi. Khu vực gọi là đất đá, chó đá gà ăn sỏi nên chỉ có gỗ thôi chị ạ, chẳng có cái gì khác đâu. Gia Lai ở trên khu vực thành phố thì còn có đất đỏ, chứ khu vực mà ở dưới huyện Cờ Đông Pha Gia em thì Gia Lai chỗ em thì chỉ có đất đá thôi chị ạ. Đồi núi thôi, chỉ có rừng núi thôi. Chốt bộ cửu lộc khi nãy thì comment lên cho em nhá. Em sẽ còn hàng ạ. À. Em sẽ lên một bộ mới cho các bác xem nữa luôn á. Tại vì còn hàng nhá. Anh Hồ Chiến ơi, bộ cửu lộc vừa rồi là 2.1 triệu nhá. Bộ cửu lộc vừa rồi là 2.1 triệu ạ. 2.1 triệu là em bao ship nhanh Hồ Chiến nhá. 2.1 triệu ạ. Rồi bác nào thiện chí chốt mẫu này thì comment lên cho em nè. Di Lặc đây ạ. À. Vừa rồi bác nào thiện chí với Di Lặc thì comment lên cho em nhá. À, anh bánh mì còn có xem like không ạ? Anh bánh mì có thiện chí với Di Lặc này không ạ? Các bác ơi, em giới thiệu với lại các bác nhá. Cụ Di Lặc chất liệu là gỗ hương ta nha mọi người nhá. Di Lặc chất liệu là gỗ hương ta. Cảm ơn anh Việt Hoàn Lê ạ. Cảm ơn chị Xí Muội nhá. Mọi người ủng hộ em thì chịu khó chia sẻ like giúp em nha mọi người nhá. Mình ủng hộ mình không mua thì mình cũng cứ chia sẻ like giúp em nha mọi người nhá. Chia sẻ like vô trong các trang nhóm giúp em với ạ. Cụ Di Lặc này ngang 25 và cao là 60 ạ. Ngang 25 cao 60. Chất liệu là gỗ hương ta nha mọi người nhá. Chất liệu là gỗ hương ta. Cụ này giá là 3.5 triệu. 3.5 triệu là em bao ship về tận gia đình nhà mình ạ. Một tác phẩm rất là đẹp luôn. Hàng liền khối nha mọi người nhá. Liền khối không chắp ghép ạ. Chất liệu là gỗ hương ta, giá là 3.5 triệu ạ. 3.5 triệu là bên em bao ship, ship về tận gia đình nhà mình luôn ạ. Mọi người đang xem live thiện chí với mẫu này thì comment lên giúp em với ạ. Một cụ Di Lặc chất liệu là gỗ hương ta, rất là đẹp luôn nha mọi người nhá. Không đẹp, không đẹp thì trả lại tiền luôn ạ. Ba triệu rưỡi nha anh kéo luôn.
rưỡi ạ. 3,5 triệu là em bao ship. Bác nào chốt đơn hàng thì em sẽ tặng cho các bác một cái vòng gỗ bách xanh ạ. Bác nào chốt đơn hàng thì em sẽ tặng vòng gỗ bách xanh nha mọi người nha. Dạ anh Nguyễn Danh Thủy ơi, cụ này ngang 25 và cao là 60 nhá. À rồi ok chị Liễu Nguyễn ạ. À, anh Hưng Công ơi, cảm ơn anh Dương Dễ Dãi ạ. Anh Hưng Công ơi, anh có thể thêm cho em 100k nữa không ạ? Rồi chốt đơn hàng mở ạ. Chốt đơn hàng giao lưu với anh Hưng Công luôn nhá. Em bán hàng kiểu này chắc có nước cũng ra đường ở thôi ạ. Dễ dãi quá. Anh Hưng Công ơi, rồi ok nha anh Hưng Công nhá. Chốt đơn hàng mở hàng này. Chốt đơn giao lưu nha anh Hưng Công, cho em xin số điện thoại để chốt đơn hàng ạ. Anh Hưng Công cho em xin số điện thoại nhá để chốt đơn này. Rồi ok anh Hưng Công ạ, cho em xin số điện thoại nhá. Rồi, em đồng ý hai cái. Anh Hưng Công cho em xin số điện thoại. Rồi ok nha anh Hưng Công nhé. Ok anh Hưng Công này. À, anh Trung Đức ơi, à, tại vì cái đợt đấy em không có tri ân anh nhé. Không phải đợt nào em cũng tri ân khách hàng đâu ạ. Vì vậy cho nên là nếu như bác nào mà đang trong cái đợt mà em tặng vòng tặng tri ân khách hàng như thế này thì các bác nhanh tay đi nha mọi người nhé. Không phải là khi nào và ngày nào em cũng có tặng vòng đâu ạ. Vì vậy cho nên là vào cái đợt mà bên em tri ân khách hàng. Sao mình lại không động con mật? Mình tưởng chắc xin là không không hỏi khách nào. Không biết đâu. Mình cứ ngồi vậy là không kỳ à. Chạy về rồi bất. Em chốt hàng nha, em cho cụ này xuống nhá, cho cụ này à. Xuống ạ. À. Anh này buổi chiều anh vào trong phây mình nhắn lúc anh nói đó. À, chả các bạn hả? Ừ. Rồi ok anh Hưng Công nhá, cảm ơn anh nè. Lên máu đi. Tài lộc đổi màu. Tài lộc màu nhá. Không nha anh Nguyễn Văn Điền nhá. Bên kia có gì của mình. Liền khối nha anh, kéo rút nhá. Liền khối anh ạ, à. Liền khối luôn nhá. Không có cái gì là chắc ghép hết. Chuẩn bị lên cái mẫu này tiếp. Một cặp bình phay tài lộc. Một cặp bình phay tài lộc nha mọi người nhá. Bình phay tài lộc chất liệu là gỗ đổi màu đi ạ. Cặp này đường kính là 13 nha mọi người nhá. Và cao là 70 ạ. Đường kính 13, cao 70, chất liệu là gỗ đổi màu ạ. Một triệu rưỡi nha mọi người nhá. Nè, sai này. Ủa anh kiểu mày chọn cái kiểu gì thôi anh? Đường kính 13, cao 70 ạ. Chất liệu là gỗ đổi màu nha. Mọi người đang xem like. Cảm ơn Nguyễn Quế nha. Mọi người đang xem like thì chỉ ý kiến gì thì comment lên cho em nha mọi người nha. Cặp này giá là 1,5 triệu ạ. Một cặp bình phai tài lộc chất liệu là gỗ đổi màu. Cặp này giá là 1,5 triệu nha mọi người nha. 1,5 triệu thôi ạ, là bên em bao ship rồi. Ship về tận gia đình nhà mình luôn. Chất liệu là gỗ đổi màu nha mọi người nha. Những cái màu xanh đậm đây là lõi nhá. Lõi của gỗ đây ạ, màu là màu tự nhiên lắm. Màu tự nhiên nha mọi người nha. Chữ tài, chữ lộc rất là đẹp luôn ạ. Chữ tài, chữ lộc này được bên em chạm liền nha mọi người nha. Được bên em chạm liền luôn ạ. Ủa vừa rồi em lên cho chị coi. Quay máy cho chị coi chưa? Con dở, tao sai, người ta kêu là cho quay đi mà tự nhiên này. Lấy điện thoại.
chị Niu Nguyễn ơi. Bây giờ do ở đây ánh điện nó hơi tối đi chị. Còn lõi của gỗ là có màu xanh nha, anh lên trần cốt nhá. Gỗ đổi màu đây được gọi là gỗ đổi màu là vì lõi của gỗ có màu xanh này. Và nó sẽ mình trưng theo cái thời gian dài. Để anh, em chụp hình gửi qua cho chị coi cho rõ nhá. Rồi ra lọc cho anh 100k nha anh Linh Quốc Trần nhá. Anh Linh Trần Quốc nhá. Ra lọc cho anh là 100k. Anh có thắc mắc về cái gỗ đổi màu đấy thì cứ comment lên cho em nha. Em nói lại nha anh Linh Trần Quốc nhá. Gỗ đổi màu ở đây là không phải đổi sang xanh đỏ tím vàng nha mọi người nhá, mà là đổi từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm ạ. Đổi từ màu xanh nhạt sang màu xanh đậm được gọi là gỗ đổi màu nha mọi người nha. Không biết. Anh Linh Trần Quốc thiện chí với mẫu này không ạ? Nếu thiện chí thì thêm cho em nha anh Linh Trần comment số điện thoại lên cho em nha anh Linh Trần Quốc nhá. 1,5 triệu ạ, 1,5 triệu ra lộc cho các bác 100k này. Trời ơi mọi người ơi, mọi người tương tác với em một xíu đi ạ. Mình giao lưu với nhau đi nha mọi người nha. Chứ cứ mình em nói vậy buồn lắm luôn đấy ạ. Có bác nào thiện chí với mẫu này không? Rồi qua mẫu đi anh ơi. Sâu bao nhiêu rồi em nhỉ? Sâu mười mấy em? Đo thử. Cái trước đâu em? Dạ anh ơi, nó sâu 13 đấy anh ạ. Dạ dạ, sâu 13. Sâu 15? 25, 60, 13. Sâu? Dạ dạ. Dạ, chắc chắn là không có lỗi anh ạ. Dạ dạ dạ, em chào anh. Gắn điện thoại lên. Anh Hoàng Văn Bắc ơi, tăng đa thì hẹn anh buổi mai nhá. Tăng đa thì hẹn anh buổi mai đi ạ. Chỉ có mỗi cái nó thôi mà. Thì ta tới này đi lên. Đừng có ngụy biện. Đây các bác ơi, lên cho các bác một bộ combo cặp bình tỳ bà chất liệu là gỗ hương vân nha mọi người nha. Cặp tỳ bà chất liệu là gỗ hương vân đây ạ. Một bộ combo như thế này giá là 2,1 triệu nha mọi người nhá. Cả bình cả bi ạ. Cả bình cả bi nhá, 2,1 triệu. 2,1 triệu là bên em bao ship nha mọi người nhá. 2,1 triệu là bên em bao ship một bộ combo như thế này ạ. Rất là đẹp luôn nhá. Ngày hôm nay nè, ngày hôm nay bác nào chốt đơn này thì em sẽ tặng vòng gỗ bách xanh nhé. Ngày hôm nay bác nào chốt đơn này thì em sẽ tặng vòng gỗ bách xanh ạ. Một bộ combo như thế này 2,1 triệu. Hai triệu mốt là em bao ship về tận gia đình nhà mình rồi đấy ạ. Mọi người xem like ý kiến gì không ạ? Anh Đình Hải ơi, cặp đổi màu vừa rồi là 1,5 triệu nha. Cặp mà bình phai tài lộc vừa rồi 1,5 triệu ạ. 1,5 triệu nha anh Đình Hải nhá, 1,5 triệu ạ. Bác nào thiện chí với mẫu này không ạ?
video nặng 2,1 triệu là bên em đã bao ship rồi, ship về tận gia đình nhà mình luôn ạ. Chị Liễu Nguyễn hỏi gì mà không trả lời Di Lặc à? Em nói cụ Di Lặc đấy chất liệu là gỗ hương đá đấy chị. Chung chất liệu là gỗ cẩm ạ.
triệu 2 cái chuông này, bác nào thiện chí với mẫu này không ạ? Một triệu 2 thôi ạ, 1 triệu 2 cái chuông này, bác nào thiện chí thì nhanh tay comment lên cho em nha mọi người nhá. Comment lên giúp em với ạ. Một cái chuông chất liệu là gỗ hương đá Gia Lai, sổ rẻ chỉ có 1 triệu 2 thôi ạ. Bán rẻ chỉ có 1 triệu 2 thôi. 1 triệu 2 là em bao ship ạ. Giá đấy không được nhanh công phạm nhá. Em đã nói là em xả rẻ rồi anh ạ, xả lấy vốn rồi. Mà lỗ nữa là không được nhanh công phạm nhá. Lúc em lên thì em không nghe anh ý kiến thì anh Trương Bình ạ. Lúc khách đến nhà chốt rồi thì để thấy anh lại lên. Có nha anh Lê, anh Long Ngô Văn nhá, bi à anh ơi, bán bi có anh nhá, lên bi nè. Bi đổi màu cũng có mà bi... Đây anh ơi, cặp này giá là 600 anh nhá, cặp này giá là 600 ạ, 600 một cặp này. Chất liệu là gỗ hương vân ạ. Không nha anh Bùi Thanh Sứ nha, Bùi Thanh Sứ nhá, không anh ạ. Chất liệu là gỗ hương vân nha, anh Long Ngô Văn nhá. Chất liệu là gỗ hương vân. Đây rất là đẹp luôn ạ. Các anh thấy rất là đẹp luôn nhá. Vân rất là đẹp luôn ạ. Chất liệu là gỗ hương vân. Có bác nào thiện chí với mẫu này không? Anh Long Ngô Văn, nếu chốt mẫu này thì comment lên cho em nha. Thấp hơn 50% đi. 600k một cặp này thôi anh ạ. Giá chỉ có 600k thôi. Hẹn hỏi trước. Cái hồ mà đưa về thì hắn coi hắn không ấy. Quan Văn Trường hả anh? Có ạ. Đây nhá, có Quan Văn Trường đây ạ. Quan Văn Trường bây giờ em sale 1.800.000. Không nhanh công phạm nhé, không bán đi ạ. Thôi lỗ lần nào cũng lỗ rồi thì để ở nhà thôi. Mà lỗ quá thì không được anh ạ. Xuống đi, để thằng khác đi. Thôi, em xin thua. Em thua cái bác không ấy thì em lại lộn. Bây giờ thay hương này, xem thử có ai ý kiến nhau. Đang không có người, ai hỏi nữa. Thế là lên lên thành đéo này. Rẻ thôi thì người ta mới hỏi. Rẻ thôi. Bây giờ em lên hàng cho không, nếu không có nào lấy không? Em ngồi lên đây em xoay luôn. Không chưa? Anh Long
1.3 anh ạ. Đây lại cái căn 18 mà anh phải trả cho đấy không em. Không nữa là em nghỉ luôn nhé. Nó dài em trả được gì. Thôi hả anh, hồi em cũng chuẩn bị thôi này, em cũng mệt lắm rồi. Nói không ai ý kiến gì hết. Thôi. Cho thêm một cái cặp này lên ạ. Ưng mẫu nào thì các bác ấy chọn. Hay 5.000 ạ? Chả hiểu.
hỏi ý kiến chị nhà đi rồi comment lên giúp em với ạ. Bán buôn ế ẩm như thế này thì chồng cũng sớm đuổi khỏi nhà thôi, cho nên là em đánh bài chuồn trước khi bị đuổi nhá. Anh Huy Vũ ơi, một cặp này là 1.4 triệu nhá. Một cặp này là 1.4 triệu ạ, là em bao ship. Chốt hả anh? Rồi anh cho em xin số điện thoại chị nhà nhá, để em hỏi ý kiến khán giả trước khi chốt hơn ạ. Tránh tình trạng bị ăn acid. Các bác mà không chốt nhanh nè, mai mốt người khác chốt hết rồi đã uổng nha.
từ nay đến Tết hàng môn hoa này đang cực kỳ hiếm luôn đấy ạ, không còn nhiều nữa đâu. Ấn không mà tắt luôn đi. Có bác nào ý kiến gì không ạ? Không chốt là uổng lắm luôn đấy nha mọi người nhá. Không chốt là uổng lắm luôn đấy ạ. Tại vì cái hàng này không phải khi nào nó cũng có cái hàng vân đẹp như thế này đâu ạ. Không phải khi nào nó cũng có vân đẹp như thế này nha mọi người nhá. Hàng đẹp giá rẻ mà không bác nào chốt. Qua mẫu nha mọi người nha. Ngồi lầy nói chuyện phiếm thì lên người xem. Mong ai mua hàng. Rồi lên cặp tháp đi, xuống hàng này lên cặp tháp. Chắc các vị mắc vía rồi. Lên cặp nấm nào? Lên cặp nấm cái kéo view hả? Đó. Rồi cảm ơn anh nha Đại Nguyễn ạ. À, cặp vân màu trắng 1,4 triệu hết nha anh Linh Trần Quốc nha. Cặp nào cũng 1,4 triệu hết ạ. Đèn phía trên ngắm. Các bác chốt đơn này thì em bao ship nha mọi người nha. Hàng đồng đấy ạ. Hàng đồng nha mọi người nha. Cái này là bác, các bác có chất xám thì nghĩ đơn giản của em thôi nhá. Nghĩ đơn giản của em thôi ạ. Đây là một cặp nấm chất liệu là gỗ đổi màu ạ. Cặp này 1,5 triệu em bao ship. Ok anh Linh Trần Quốc nhá, comment số điện thoại lên chốt đơn hàng giúp em nha. Anh Linh Trần Quốc comment số điện thoại lên giúp em nha. Anh ơi không phải đâu anh ạ, anh đừng suy nghĩ như vậy. Tội em chết. Không phải nha anh Bùi Thanh Sứ nha. Anh Linh Trần Quốc comment số điện thoại lên giúp em nha. Rồi ok anh Dũng Nguyễn nhá. Nếu không bác nào thiện chí với mẫu này thì em qua mẫu luôn ạ. Anh Linh Trần Quốc có chốt cặp bình thì bà khi nãy không ạ? Em sẽ chốt cho anh một cặp to mà vân màu trắng nhá. Cặp đấy giá là 1,4 triệu ạ. Ra lộc với anh cho nó vui nhá. Chốt đơn hàng. Rồi ok anh Linh Trần Quốc nè. Vậy là hôm nay chỉ một mình Huế cô đơn thôi, không bán được gì hết. Cái đấy là của Nít Hà hay là Nít Oanh ấy? Oanh. Đây, tập đây. Chứ không là ấy. Cần có chứ không là cứ chỉ mong lên xong tôi đêm xong tóc sự. Không, lên thì một cái. Tôi cua cái bà Hà đấy. Hả? Tôi lên thì về đây đâu? Bà này. Tôi có thua. Làm gì thì làm gì. Rồi đúng rồi anh Dũng Nguyễn là hàng múc. Các bác đang xem live thiện chí với cặp tháp này thì comment lên cho em nhé. Chào anh Nhượng Đào này. Cặp này đường kính 14 cao 58 ạ. Đường kính 14 cao 58. Chất liệu là gỗ lim ạ. Giá là 1,6 triệu. 1,6 triệu nhá. Rồi ok anh Linh Trần Quốc nhá. Nhân viên bên em sẽ liên hệ trực tiếp cho anh luôn ạ. Để ý nghe điện thoại giúp em nha. Đường kính 14 cao 58 ạ. Đường kính 14 cao 58. Chất liệu là gỗ lim ạ. Giá là 1,6 triệu. 1,6 triệu nha mọi người nhá. 1,6 triệu này được tặng kèm một cái vòng gỗ bách xanh nữa nhá. Đưa cặp nấm lên cho anh mua thì được anh ạ. Thôi lên coi thì thôi đi, để em qua hàng khác đi anh nha. Đưa lên cho anh mua thì được. Bác nào chốt mẫu này không ạ? 1,6 triệu nha mọi người nha. 1,6 triệu là bên em bao ship ạ. Ship về tận gia đình nhà mình luôn. Mọi người đang xem live thì chỉ chốt mẫu này thì comment lên giúp em đi ạ. Tháp chất liệu là gỗ lim nha. Dạ đúng rồi nha anh Ly anh Huy nhá. 1,6 triệu một cặp nhá. 1,6 triệu là hai cái tháp như thế này luôn ạ. 1,6 triệu thôi, rất là rẻ luôn nha anh Ly anh Huy nhá. Nếu chốt đơn hàng thì comment lên giúp em với ạ. 1,6 triệu một cặp. 1,6 triệu một cặp nhá. Và được tặng kèm một cái vòng gỗ bách xanh như thế này nữa ạ. Được kèm tặng kèm một cái vòng gỗ bách xanh nữa.
mọi người nha. Không phải khi nào em mới khi nào em cũng dạ đúng rồi anh ạ, hàng tân lai cái gì nó cũng khủng hết anh ạ, cái gì nó cũng độc và nó cũng khủng hết. Bác nào chốt cặp tháp thì comment lên cho em nhá. Giá là 1,6 triệu ạ, 1,6 triệu là em bao ship. Mọi người đang xem live thì chỉ chốt mẫu nào thì comment lên giúp em với ạ. Cặp này được kinh lớn này, chưa lên đúng không? Có bác nào chốt mẫu này không ạ? À? Mọi người đang xem live thì chỉ biết mẫu nào thì comment lên cho em nha. Sao hôm nay mọi người chỉ vào xem thôi mà không ai nói năng gì vậy? Không mất nào chốt nhanh để em chuyển mẫu khác đi. Rồi đúng rồi anh Linh Huynh ạ. À. Vậy rồi em qua mẫu nha. Anh Linh Huynh không chốt thì em qua mẫu luôn. Con nu mình đưa đi rồi. Nếu mà bình phay mà nu hương thì bán rồi nha anh Dũng Nguyễn nhá. Bình phay nu hương thì
thì bán rồi anh ạ. Hiện tại là em chỉ còn mình phay hương, nhưng mà phay to thôi chứ không phải là phay nu anh nhá. Mình kết thì mình nhích đi thôi, thấy chưa, em nói rồi, hàng của em có ế đâu. Anh kết từ bữa giờ anh theo anh hỏi biết, anh chả biết chứ không được rồi. Bây giờ em đố anh tìm được cái nào cái giờ cái nu như vậy nữa đấy, không bao giờ có nữa nha anh nha. Bác nào thiện chí với cặp bình cổ này không ạ? 1.900.000 thôi. Chị Thúy Lê ơi, chị có chốt cặp tháp vừa rồi không ạ? Nếu chốt cặp tháp vừa rồi thì comment lên cho em nha chị Thúy Lê nhá. Nếu chốt cặp tháp vừa rồi thì comment lên giúp em với ạ. Bác nào chốt cặp bình cổ này không ạ? 1.900.000 ạ. Muôn hoa ra like nha mọi người nhá. Đấy, bây giờ mới lại kêu tiếp quá. Đây, rất là đẹp luôn nha mọi người nhá. Rất là đẹp luôn này các bác này. Bác nào không chốt nhanh cặp này thì hối tiếc nha. Chỉ có một cặp duy nhất thôi nè. Một cặp duy nhất đường kính 19 nha mọi người nhá. Một cặp duy nhất đường kính là 19 ạ. Cao 59. Chất liệu là gỗ muôn hoa Gia Lai ạ. Giá rẻ bèo chỉ có 1.900.000 thôi ạ. Ô, cái chị kia. Bây giờ lên chỗ nào đây? Thì bà Hương. BUM đẹp hơn nha anh Đoàn Vũ nhá. BUM đẹp hơn anh ạ. Cơ bản chỉ là em không thích mà thôi. Cắm thế này thì bảo nó không vào là phải. Có cắm này không vào điện thì cắm cái gì? Cái có cắm đâu? Không, cố cắm đi, cắm vào Huế đi. Máy của cháu rồi. Rồi. Máy này máy của ai? Máy của Huế. Tắt như thế nhá. Trực tiếp tắt đi nhá. Anh Lê Quang ơi. Thank you.
19 và can 59 nhá. Giá là 1,9 triệu ạ. Cặp lục bình, cặp bình cổ anh nhá. Cặp bình cổ đường kính 19, cao 59, chất liệu là gỗ muôn hoa Gia Lai. Giá là 1,9 triệu ạ. 1,9 triệu nhá. 1,9 triệu là bên em bao ship ạ. Ship về tận gia đình nhà mình luôn. Bác nào thiện chí chốt thì comment lên cho em nha mọi người nhá. Anh Lê Quang có chốt cặp bình cổ vừa rồi không ạ? Chỉ có một cặp duy nhất thôi, không có cặp thứ hai đâu ạ. Kính lên đến 19 và 59 anh nhá. Đường kính lên đến 19 và cao 59 ạ. Rất là mập mạp luôn anh nhá. Rất là mập mạp, bút mát, dễ thương luôn ạ. Nếu chốt đơn này thì comment số điện thoại lên cho em. Giá chỉ có 1,9 triệu thôi ạ. Công đổi màu thì hẹn mai nha chị Vũ Thị Hiền Thu nhá. Công đổi màu hôm nay chưa có ạ. Về đến đâu thì khách chốt tại đến hết đến đấy rồi ạ. Chưa kịp lên hàng đã chốt rồi. Còn ai ý kiến gì không? Thôi lên cái chung đi. Chung cả tay đi. Không có to hơn nha anh Trương Bình nhá, không có to hơn anh ạ. Bác Lê Quang có chốt đơn hàng không ạ? Bác Lê Quang có chốt cặp bình cổ vừa rồi không ạ? Rồi bác Lê Quang chờ em xíu nhá. Có bi hay say con mau không chị?
Hôm nay tôi hết duyên rồi, bác chào bác Lê Quang, bác Hình bác đi à? Đúng rồi anh ơi, ông ăn vui vậy còn ngủ rồi. Lên luôn đi không? Ngang 33 và cao là 86 ạ, bình phai hương nha mọi người nha. Bình phai chất liệu là gỗ hương ạ, hương đá Gia Lai, hàng nghìn khối không chắc ghép ạ. Mẫu này giá là 4,3 triệu em bao ship nha mọi người nhé. Mẫu này giá là 4,3 triệu, 4,3 triệu em bao ship cái bình phai hương nha mọi người nhé. Bình phai hương ạ, hương đá Gia Lai nha mọi người nhé. Ngang 33 và cao 86. Giá là 4,3 triệu em bao ship ạ. Cổng chị thì chờ em xíu nha, Quang Vinh Nguyễn nha. Hương mà còn uống gì nữa anh? Hương là biết rồi anh ơi, uống gì đâu anh, hương mà uống gì nữa anh. Anh nghĩ cổng mà to được như thế này mà không dính vết hả? Rất là hiếm luôn á. Cho sống mình. Cho anh biết. Biết đâu anh ấy lại thích thì sao? Lại bị nghỉ lan hết người xem. Ê, anh Quang Vinh Nguyễn thích mẫu này không ạ? Hai mẫu này là bình phai cẩm anh nhá. Hai mẫu này là bình phai cẩm đây ạ. Mời người xem cho anh lại mình nói. Hai mẫu này là bình phai cẩm ạ. Một cái thì cái màu đậm này giá là 3,2 triệu nhá. Còn màu nhạt hơn một xíu thì màu nhạt hơn thì 2,9 triệu ạ. Màu nhạt hơn thì 2,9 triệu. Bác nào chốt mẫu nào thì comment lên cho em. Không nhé bác Lê Quang nhé, không giảm hơn nữa được bác ạ. Giảm hơn nữa thì bác có lấy cái nhỏ hơn không? Bác có lấy cái nhỏ hơn một xíu nữa không ạ? Cái bình lớn như vậy mà em để giá như vậy cho bác là ưu đãi lắm luôn rồi đấy bác Lê Quang ơi. Bác hỏi em có giảm chút nữa được không? Thì em hỏi bác là bác có thể lấy bình nhỏ hơn chút nữa được không ạ? Không nha anh Quang Vinh Viễn nhá, không có nữa đâu anh ơi. Hàng như vậy rất là hiếm rồi anh ạ. Anh mua bình thôi. Các bác nào xem live ý kiến gì nữa không ạ? Nếu không bác nào ý kiến gì nữa thì em xin phép nghỉ like nhá. Nếu không bác nào ý kiến gì nữa thì em xin phép nghỉ like ạ. Còn các bác đang xem live nếu có ý kiến gì thì nhanh tay comment lên cho em nhá. Comment lên cho em đi ạ. Bác Lê Quang không cần phải suy nghĩ đâu. Em thấy bác suy nghĩ nãy giờ lâu lắm rồi đấy. Chỉ có một cặp duy nhất không có nữa đâu em bác ơi. Hàng Môn Hoa Gia Lai mà em bao thời hạn sử dụng cho các bác luôn ạ. Chốt giá cho bác 1,7 triệu mà bác sợ hớ hàng, bác còn rẻ hơn nữa. Ra lộc cho anh là được 200k anh Quang Vinh Nguyễn nhá. Ra lộc chốt giá cho anh là 200k, nếu ok thì comment lên cho em ạ. Dạ em nghe. Và kết thúc chương trình thì mình giờ đây đã hết đi. Kết đã hết MC mới kết thúc chương trình. Kết thúc.
tâm sao thế. Rồi em xin phép nghỉ like nhá. Trong cái phút chờ các bác bao nhiêu phút không có ai ý kiến gì hết, em nghỉ like đi ạ. Nói là làm luôn. Thế nhưng mà sống